Welcome cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game Epic Magician Review, mình sẽ hướng dẫn anh em mua tiệm chuẩn sách giáo khoa. Về tiệm này, đầu tiên anh em chú ý cho mình thẻ đặc quyền. Anh em nhớ mua cho mình đặc quyền vĩnh viễn. Mình nhớ là gói 600, à nhầm, 980 kim cương. Anh em sẽ nhận ngay 5 chìa khóa và mỗi ngày sẽ nhận thêm một cá lướng. Cá lướng này anh em tặng trong ủy thác là sẽ được 10 điểm thân thiện. Và anh em chú ý, một ngày là anh em sẽ được tặng free 10 điểm thân thiện, tức là 10 lần. Em nhớ click vào Happy là được. Cái này nhiều anh em không để ý là sẽ bỏ qua luôn đấy. Như mình nhớ là 4 năm hay 6 ngày đầu mình bỏ qua luôn. Mình không để ý em ơi. May là có bạn trên kênh nhắc mới biết. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về gói đặc quyền. Nhưng mà mình trên level 60 nó mất rồi ấy. Gói đặc quyền này nó sẽ có hai gói. Một là trên VIP 4 anh em bỏ 1.000 kim cương để mua gói. Hai là 15 đô. Vào đây anh em sẽ nhận rất là nhiều kim cương. Còn là về tiệm mình sẽ nói từ tiệm cuối đi. Lúc đầu mình tính là lên level 70. Mình làm một thể nhưng mà lâu quá. Nên là hôm nay mình làm luôn. Đầu tiên là về tiệm vinh dự. Nguyên liệu này thì anh em đánh đại hội Liên Server cộng với Gu Chiến là sẽ nhận được. Lúc đầu nguyên liệu anh em không có nhiều. Anh em mua mắc cho mình ở thuốc lớn. Còn là về sau dư tài nguyên. Tuần đầu anh em có thể hô máu mua phiêu lưu ký, từ tuần 2 anh em bỏ qua. Anh em chú ý cho mình về phần tướng cộng với dương thuốc tăng cường. Nói nào giờ nhỉ? Dương thuốc tăng cường này mua nhưng mà anh em không dài vội. Anh em đợi về sau ra đồ T7 hiếm mới lưng. Thế nhưng bảo là T7 hiếm thì cái phần trăm bộ nó sẽ nhiều hơn là đồ thường. Hình như là chỉ số nó cũng nhiều hơn. Nên là cái lọ thuốc này về sau có xài anh em chỉ xài cho trang bị T7 hiếm thôi. Còn đồ thường anh em mà dùng này cộng với cường hóa về sau anh em không xài. Rất là phí luôn. Tại vì game này không có trùng sinh trang bị. Không xài bỏ qua là coi như anh em mất tài nguyên cường hóa. Chú ý cho mình. Còn về phần tướng. Lúc đầu mình đang phân vân giữa Ichiza cộng với Yuza. Nhưng mà thấy anh em bảo là con mạc này về sau có thể kiếm thời trang free. Con này nếu mà có thời trang về sau rất là khỏe, cộng với nó phở đi cũng nhiều nữa. Nói chung là về phần tướng, để sau em ơi, đợi về sau xem game như nào. Còn về thuốc này mình thấy cũng từ từ, tại vì nó giới hạn tận 10 lần, anh em mua tốn 6.000. Nên là 1-2 tuần đầu mình thấy anh em mua mắc thuốc, có thể khô máu mua thêm phiêu lưu ký. Tại vì lúc đầu tăng thêm chỉ số cũng khá ngon. Tiếp đến là về tiệm ánh sáng. Về tiệm này anh em lạp. Nhớ mua mắc cho mình tinh hoa thần khí mỗi tuần. Rồi anh em đổi dương tướng cộng với dương trang bị. Còn về anh em cày. Nếu anh em mở Zezo thì chắc chắn là đổi dương 1 rồi. Còn về trang bị mình thấy có đổi anh em chỉ đổi 2 đến 3 dương thôi. Nếu mở ra đồ thủ cộng với HP cho tanh. Nếu mở ra đồ công thì cho đêm. Về đêm chính anh em chỉ cần mở ra hai món công là anh em dừng đổi trang bị luôn. Về sau thiếu anh em mua trong tiệm thần bí cộng với tiệm thường là ra. Tiệm thường cộng với tiệm thần bí về sau anh em lên map cao. Nó sẽ bán đồ T6. MT6 trên không quá nhiều với đồ T7. Nói chung là xài vẫn ngon em ơi. Nhưng mà tiệm này ngon nhất là anh em cố gắng Zezon ra cho mình Mavis. Nếu anh em mở dương ra Mavis là sẽ tiết kiệm được 32k em cương. Anh em tính đi. 32k. Lúc đầu anh em mua thẻ đăng cấp là được rất là nhiều. Chưa kể về sau game này nó sẽ có sự kiện tiêu. Chắc là tầm 1-2 tháng sau, sự kiện tiêu quả sẽ ngon gấp mấy lần hiện tại bây giờ. Nên là anh em mở tối ưu được về phần kim cương, anh em cố gắng tối ưu. Mà muốn tối ưu lúc đầu ngon nhất là anh em mở dương ra Mavis. Nhưng mà nếu anh em mở rui, khéo khi mở 5-10 dương cũng không ra Mavis. Mà không ra Mavis anh em phải tích kim cương 32k, anh em mua 100 vé quay trứng để kiếm. Lên cao anh em mở không có Mavis là chẳng làm được gì đâu. Mở dương không ra thì anh em phải đầu tư 32k em cương. Nên là mình thấy anh em chuẩn cầy. Cố gắng zone ra Mavis rồi anh em chỉ ấn. Như mình tính là chơi CL mới. Một là mình zone dương 1 kiếm Mavis. Hai chắc mình sẽ mua luôn ạc. Thấy em bảo là ạc Mavis thì như tầm 300. Cũng được em ơi. Đỡ mất thời gian zone. Và anh em nhớ trang bị anh em chỉ đổi 2-3 dương thôi. Nếu mà ra hai món công dừng luôn. Tiếp đến là về tiệm vui. Tiệm vui này đầu game anh em mua mắc cho mình thẻ đăng bậc. 1 đến 2 tuần đầu anh em mua cho mình phiêu lưu ký. Cái lúc đầu tăng chỉ số khá ngon.
còn lại dư tài nguyên thì anh em đổi cho mình đá cường hóa trang bị sử thi cộng với đá cường hóa thần khí. Nếu mà anh em có nhiều tinh hoa thần khí thì anh em đổi thêm pha lê thức tỉnh, tại vì hai này nó đi với nhau. Và anh em múc cho mình 10 chìa khóa. Chìa khóa lúc đầu anh em quay kiếm tướng, về sau anh em sẽ phải mua tích để đợi sự kiện ra anh em quay. Thấy em bảo tận 3 hay 500 chìa khóa rất nhiều luôn. Còn về thẻ huấn luyện, về sau dư khá nhiều nên là anh em không cần phải khô máu đâu. Lúc đó anh em cố gắng tối ưu lưng mấy con chính là anh em sẽ không thiếu. Còn về vé khôi phục này, nếu mà anh em lên chuẩn là sẽ không cần xài. Còn từ tuần 3 thì anh em mua mắc cho mình thẻ đăng cấp, đá cường hóa, cộng với chìa khóa. Dư dư thì anh em đổi thêm phiêu lưu ký cũng được. Phiêu lưu ký này ngoài chỉ số ra thì nó cộng thêm chỉ số bạo, cộng với tỉa bạo khá là ngon. Có thêm cả chính xác tốc độ, kháng các thứ nữa, nói chung là được em ơi. Tiếp đến là về tiệm ma đấu. Tiệm này theo mình nha, lúc đầu anh em có thể không đổi chìa khóa vàng, em đổi full tướng mình. Mà tướng đầu game mình thấy ổn nhất là Hades, là anh em chú ý cho mình. Makazo thì là core của sát thương bạo, cộng với kỹ năng thức tỉnh là xóa hiệu ứng cho team, cũng ngon này. Nói chung là lúc đầu anh em chú ý cho mình hai tướng này. Mà tiệm này một tháng sẽ xếp một lần, nếu mà cuối tháng thì anh em mới phải tính toán thôi. Còn đầu tháng thì anh em thiếu tướng gì anh em đổi tướng đấy. Và nhớ anh em không đổi tướng S. Game này tướng S anh em kiếm rất là nhiều, rồi anh em đổi chìa khóa là được thôi. Còn về vé khôi phục anh em chú ý, trong này nó bán bằng kim cương chứ không phải là nguyên liệu đấu trường, chú ý nhá. Nhiều anh em nhìn lướt là tưởng là 1.000 nguyên liệu là anh em múc luôn đấy, chú ý. Và cuối cùng là tiệm thường. Tiệm này mình nhắc khá nhiều rồi, anh em cố gắng tối ưu vàng để anh em mua thẻ tăng cấp bằng vàng. Còn về huấn luyện anh em đừng mua bằng vàng. Đầu game anh em thiếu khéo khi dư vàng anh em sẽ mua thẻ huấn luyện không lên. Có mua anh em chỉ cần mua thẻ tăng cấp thôi, tại vì về sau anh em thiếu rất nhiều. Đây cho em xem, huấn luyện mình dư 8.767, dư rất là nhiều luôn. Tuần đầu khi mà anh em đang tối ưu thẻ tăng cấp, nó ra thẻ vàng hay là phiêu ký bằng vàng anh em bỏ hết cho mình, không mua. Vàng chỉ mua duy nhất thẻ tăng cấp thôi. Lúc đầu game anh em mà muốn up luôn thì có thể đầu tư kim cương để mua thẻ đăng cấp. Còn về việc không mua, anh em sẽ tích được khá nhiều kim cương. Theo mình lúc đầu anh em cứ đầu tư tí kim cương mua thẻ đăng cấp để anh em up đi. Anh em up được thêm tài nguyên mà. Đây như hiện tại arc này của mình chơi mặc dù lúc đầu không chuẩn lắm, nhưng mà game mới đa số anh em không biết chơi, nên là lúc đầu mình top 1 ở CO1. Hiện tại bây giờ mình dỡ rồi. Đây cái thành phố chân mây thì mình xong 7 ngày mình dừng luôn. Mình nhớ là mình được top 2. Còn về lực chiến, nhớ lúc đầu lực chiến mình top 10 hay top 15, nhưng mà đi map mình top 1. Hiện tại bây giờ mình tối ưu tài nguyên nên là lực chiến mình đã lên top 4, 1.129k. Còn về phó bản mình đang top 2, 19.18. Anh em mà có theo dõi video mình cũng biết, ngày 7 hay ngày 8 mình vẫn top 1 ao trình với top 2. Còn top 2, top 3, top 4 thì ao ao của ao trình luôn, chênh rất là nhiều luôn. Thế như top 10 hiện tại mới map 16, mà map 19 ấy, mình từ ngày 11, còn ngày 8 mình đã đến map 18.62. Và anh em đừng quên ủy thác full cho mình nha, V50, để anh em tối ưu thẻ đăng cấp. Ui ôi, đây là lần đầu tiên mình được 90 thẻ em ơi, lần đầu tiên trong đời. Mà mình chạy rất là nhiều, tính ra một ngày mình phải chạy tầm 10 tiếng, chắc là hơn em ơi. Mà đây là lần đầu tiên mình được 90 thẻ đăng cấp. Đa số là sẽ được 20, 30, 40. Tính ra 10 còn ít hơn cả 20. Nên là về cái chạy ủy thác này ngon em ơi. Để xem arc này của mình còn thiếu bao nhiêu để lên la sớt never 220. Ngon, còn thiếu có 700 thôi. À quên nhở. Về tiệm shop này, tuần đầu anh em có thể reset hết mốc 100. Về sau ấy, anh em chỉ cần reset hết mốc 50 hoặc là mốc 30 thôi. Ngày hôm nay mình khô máu lên mốc 100 em ơi, chứ mấy ngày trước mình chỉ reset hết mốc 30 thôi. Tại vì lần này mình dư vàng ấy, đây ra 1 triệu rưỡi vàng 300 thẻ đăng bậc này. Thường thường dư vàng mình mới reset nhiều hơn, còn ít vàng ấy mình không reset luôn. Vàng mình chỉ reset 3-4-5 lần thôi, dư vàng mình mới khô máu. Nhớ hôm nay mình chỉ reset hết mốc 30 thôi, nhưng mà reset 3 lần không ra vàng thì mình khô máu lên luôn 50. Phải hết
bốc 50 thì mới ra vàng, khá là xui, tốn thêm 100 kim cương. Còn là về phần là tối ưu, một phần là cũng trong thử thách cái mạnh nữa. Khi mà khoản trang bị Hades cộng với do xe anh em mở qua 15 là sẽ có tỷ lệ ra bậc 7 trang bị em ơi. Hiện tại trêu mình chỉ có bạn top 1 thôi. Bạn top 1 lực chiến gần 2 triệu. Hiện tại lực chiến mình mới có triệu mốt, trên khá nhiều. Còn về tầng 14, đây có 4 người em ơi, 4 người rồi. Mình nhớ ngày hôm qua chỉ có mình cộng với bạn top 1 thôi. Hôm nay thêm 2 người nữa. Còn về tầng 15% cao là người thứ hai là mình. Ngày mai up level 220, chắc mình sẽ tự đi xem qua không. Còn về rô xe này hơi căng em ơi. Đây tầng 14 mới có một người này. Đây bạn top 1 qua tầng 15 rồi. Tính ra bạn top 1 2 ngày chắc được tầm 1 đến 3 4 món T7 khá là ngon. Đấy viewer anh em chú ý cho mình về phần tiệm. Thôi ok mình xin dừng video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Shadow turns to sun rays.